Nướng thực phẩm bằng bếp than khiến bạn phải mất nhiều thời gian để chuẩn bị than và mồi lửa. Tuy nhiên, khi sử dụng bếp nướng điện bạn cần cắm điện, bật nút khởi động và cho thức ăn lên vỉ nướng là xong, vô cùng tiện lợi. Bếp nướng Tiger 3 trong một phục vụ cả nhà nướng thịt ngon mà không lo ám khói, mời các bạn đọc cùng theo dõi bài viết này nhé. Bếp nướng điện có hai loại bếp nướng điện phổ biến là dạng vỉ và dạng khay. Bếp nướng điện dạng vỉ sử dụng nhiệt trực tiếp từ hơi nóng tỏa ra của các thanh nhiệt sau đó tác động lên thực phẩm để làm chín, bếp nướng điện dạng khay sử dụng nhiệt gián tiếp, nhiệt sẽ lan tỏa đều khắp khay nướng, một số lợi ích của bếp nướng điện đồ nướng thơm ngon và không có khói, sử dụng dễ dàng, có thể đặt bếp ở bất cứ nơi đâu, tùy chỉnh nhiệt độ của bếp An toàn cho sức khỏe, nướng chín nhanh, tiết kiệm thời gian, Tiger Hot Plate 3 Plate, mã SPB00LTCVSAE, thông tin chi tiết, kích thước, rộng 20,59 x 14,92 x cao 5,35 inch, rộng 52,3 x sâu 37,9 x cao 13,6 cm, tất cả các số liệu là gần đúng, trọng lượng, 20,06 cân anh, 9,1 kg, ứng dụng, vật liệu, thân bếp điện bằng Polypropylene Phenol, tấm bằng nhôm đúc, tay cầm nắp và núm tay cầm tấm lót bằng Phenol đế lưu trữ bằng polypropylene, nắp bằng thép tấm, thiệt, thép không dỉ, nguồn điện, AC 100V, công suất tiêu thụ tối đa, 1300W, thời gian bảo hành, 1 năm, phụ kiện, kim loại spatula, phạm vi nhiệt độ, mức chế độ giữ ấm, 482 độ F, 250 độ C. Bảo hành của nhà sản xuất được đính kèm trên trang cuối cùng của sách hướng dẫn, làm sạch dầu và các tấm đục lỗ và tôn lành mạnh. Loại bỏ dầu thừa từ các lỗ để làm cho thức ăn của bạn ngon và tốt cho sức khỏe. Lòng nồi phẳng với lớp phủ hồng ngoại sa giúp tăng hiệu quả và độ bền của tia hồng ngoại sa. Đĩa được tráng bằng nồi đất đỏ để làm nổi lên hương vị một cách triệt để. Takoyaki tấm. Bạn có thể nướng tối đa 30 cây takoyaki cùng một lúc với đường kính khoảng 1,7 inch 44mm. Tính năng dễ sử dụng rất hấp dẫn. Các tấm đục lỗ và tấm gợn sóng và tấm octopus đã được xử lý bằng một lớp phủ floor có hàm lượng gốm trên bề mặt tấm, dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn chân váy kẻ Burberry chính hãng giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất, bộ điều chỉnh nhiệt độ, cài đặt nhiệt lên đến 250 độ giúp nấu ngon miệng chiều dài 3 mét không kèm dây nối, xây dựng ngăn ngừa những sai lầm ngẫu nhiên, không thể đặt bộ điều khiển nhiệt độ nếu tấm được đặt trên thiết bị chính dễ sử dụng và bảo quản tốt cất giữ theo chiều dọc nhỏ gọn đặt giá đỡ để đứng thẳng và bạn cũng có thể lưu trữ nó ở một vị trí sắc nét hộp lưu trữ dạng tấm giữ tất cả các tấm đục lỗ và tấm gợn sóng tấm bạch tuộc và dao trộn kim loại cấu trúc hoàn toàn tách biệt cho phép giặt toàn bộ phần bảo vệ thân tấm và mâm nhiệt có thể tháo rời thuận tiện cho việc vệ sinh Dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn máy massage chân nào tốt hàng nhật nội địa massage được cả đùi và bắp chân, với 10 năm kinh nghiệm trong order hàng nhật nội địa và đặc biệt order đồng hồ nhật second hand, shop nhật Việt tin rằng sẽ làm hài lòng quý khách ngay từ lần đầu tiên mua hàng. Hãy liên hệ qua số hotline hoặc inbox qua fanpage để được tư vấn kỹ hơn, shop nhật Việt chuyên cung cấp dịch vụ mua hộ. Order kính đổi màu Nhật Bản, chống ánh sáng xanh, bảo vệ tia cực tím từ Nhật giá tốt, uy tín 100%. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng nhanh chóng với chất lượng phục vụ tốt nhất. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo bài viết top 10 mẫu Omega Seamaster Automatic đẹp đồng hồ Nhật cũ giá sale của shop Nhật Việt để có thêm sự lựa chọn cho bản thân.